Xin chào các bác. Hôm nay tôi lại quay cái âm ly này với ghép với cái đôi loa Anh Quốc kia. Thật ra là sản phẩm này tôi đã bán hết rồi. Nhưng mà tôi cũng đôi loa này vì hôm qua tôi chưa quay giới thiệu. Đợt tới tôi cũng sẽ lấy thêm cái loa này về. Nên là tôi trước khi gửi cho khách thì tôi quay giới thiệu bán quay sản phẩm cho các bác nghe thử. Âm ly này thì có hai con. Hôm nay em đặc biệt lớn là cả hai khách hàng đều ở thành phố Lào Cai, họ đều đặt mua con này. Hai bác ở thành phố Lào Cai, rất đặc biệt, trùng hợp. Đây con âm ly này tôi chuẩn đang gói và để mang cho khách, gửi cho khách. Âm ly Line 2200. Tôi đang đấu với đôi loa Anh Quốc Quarterdes. Đôi loa này có khách ở Ứng Hòa, Hà Nội mua và tôi cũng quay sản phẩm. Rất cảm ơn các bác đã ủng hộ rất nhiệt tình. Những đôi loa hôm qua tôi đăng lên thì đã các khách đã mua gần hết rồi. Chỉ còn một hai đôi thôi. Vì giá rất là vừa tiền với lại hàng chính hãng, hàng xịn luôn. Đôi loa này bán giá 4 triệu đồng, loa của anh, cara của anh. Nhưng mà đặc thù là loa của Anh Quốc cũng như của Nhật thì đều chất lượng âm thanh đều rất hay, bởi vì nó là hàng chính hãng. Bát ra bát, test ra test, có thể hát karaoke. Loa này là chức năng chính là hát karaoke, nhưng các bác hoàn toàn có thể dùng để nghe nhạc. Đây tôi đang mở nghe nhạc này. Tôi ít khi tôi test đồ karaoke cắm mic và tôi hát á, bởi vì nó cũng khó. Mình thì khi hát mình không thể quay được, bởi nó đòi hỏi dây dợ lằng nhằng. Tôi chỉ test nghe nhạc thôi. Đôi loa bán giá 4 triệu, còn một đôi các bác nhá. Đôi này 4 triệu, Quarterdes, bát 20, một bát một tép, tép dom. Âm bát nó sẽ phụ trách thêm cả âm chung. Nên nhiều bác cứ hỏi loa karaoke sao có hai đường tiếng thì sợ nó có ra tiếng đủ không, nhưng các bác hoàn toàn yên tâm. Bởi vì loa nếu mà không đủ ba giải âm bát, mid và tép thì không thể nghe được. Nó là công nghệ sản xuất. Và các cái loa Nhật BMB hoặc Pioneer Bass 20 thì toàn hai đường tiếng thôi. Khi đó âm bass sẽ phụ trách âm chung. Đây tôi đang ghép với cái âm ly Line. Con này là con sò sắt. Con này hôm qua tôi chưa quay video thì hôm nay tôi sẽ quay. Con hôm qua là con sò than thì tôi quay rồi. Và tôi sẽ mở to nhạc các bác nghe. Âm ly bán giá là 3,5 triệu đồng, hàng zin 100%. Chạy 4 sò sắt. Đây là núm chỉnh tổng, đây là volume nút đỏ nhá. Còn đây âm bass, âm mid, âm chung. Còn đây là âm đây là chỉnh music, có nghĩa là nhạc từ TV hoặc đầu đĩa. Đây là volume này, đây là cân bằng loa này, đây bass, mid, tép. Còn trên này là hàng echo. Khi hát karaoke thì mình chỉnh hàng này. Còn đây là hàng chỉnh mic, giả sử to nhỏ của mic này, cái âm bass, âm tép của mic. Hàng trên cùng nó giống ở vị khác nhưng nó ngược cái là bass ở phía trong cùng. Còn đây là volume nút đỏ các bác nhá. Nó dễ sử dụng thôi. Và tôi chỉ phía đằng sau cho các bác tiện này, vì nó toàn tiếng Hàn chứ không. Cái này mình phải cắm thì mình mới biết được. Còn âm ly sò sắt này thì nó ghi đó cả hai cầu điện, cả hai cầu điện 110 và 220. Những con sò than kia giống hệt nhưng mà nó chỉ 220 thôi. Còn đây là đường vào âm thanh, đây là đường số 1, đây là đường số 2. Giả sử cắm đường nào thì mình sẽ ấn cái nút trắng ở phía trước. Còn phía dưới này là nút rec, là nút cắm sub điện, ra sub điện. Nghĩa đây hai cái này là tương đương với một lỗ mic đầu tiên, lỗ mic thứ hai là đường vào CD1, đường vào thứ hai CD2. Đây là nút sub điện. Bác nhớ là tương đương với nút cắm mic nhá. Tản nhiệt bằng nhôm. Ở phía cực kỳ nặng luôn, sò sắt rất to và nguồn rất khủng luôn, nên tiếng đánh cực kỳ căng. Đây là thông số kỹ thuật 650W. Vâng, tôi sẽ mở nhạc to các bạn nghe. Nếu mà tính ra tổng bộ này ấy, chỉ có âm ly 3,5 triệu, đôi loa 4 triệu, 7,5 triệu, giá cực kỳ mềm và trơn, hàng hủy toàn quốc. Các bác mua hàng thì tôi cho số tài khoản, các bác chuyển tiền đặt cọc thì tôi sẽ gửi hàng. Tiền phí vận chuyển là khách mua phải chịu. Đây là đường vào thanh nhá, ấn vào đây thì A và B. Đêm đó sơn trôi, có phải đây là giờ tao xa cách? Ai biết hai mình
lặng nhìn cuối đầu chờ câu nói thương yêu. Nghe không ngoài kia trời đông đã lên rồi, bao lớp người đi đầu mây chân gió phải nặng gánh sông hồ. Đêm khuya vắng em chờ giấc mơ màng, là khi em thấy nhiều ước mơ. Vâng, xin cảm ơn các bác đã theo dõi và ủng hộ cửa hàng rất nhiệt tình trong thời gian vừa qua. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại.